Thưa quý vị, sáng nay, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 với chủ đề Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch IPA 42, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Brunei Darussalam Abdul Rahman Taib chủ trì lễ khai mạc. Quốc vương Brunei Darussalam tham dự và phát biểu khai mạc tại hội đồng. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tham dự đại hội đồng từ điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thủ đô Hà Nội. Sau khi tham dự phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự phiên toàn thể thứ nhất của IPA 42. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi đến Đại hội đồng IPA 42 các ý kiến đóng góp, các sáng kiến tâm huyết đầy trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam để phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của IPA và các nghị viện thành viên, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, bảo đảm tăng trưởng ổn định, phục hồi bền vững của ASEAN. Sau đây, Truyền hình Nhân dân xin trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thưa ngài Chủ tịch Đại hội đồng IPA 42, thưa các quý vị đại biểu, thay mặt Quốc hội Việt Nam, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến ngài Chủ tịch IPA, các vị Chủ tịch nghị viện thành viên IPA, các nghị viện quan sát viên, Tổng thư ký IPA, Tổng thư ký ASEAN và các vị đại biểu tham dự Đại hội đồng IPA lần thứ 42. Nhân dịp năm mới của người Hồi giáo, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ngài Chủ tịch IPA, Vương quốc Brunei Darussalam và các bạn bè Hồi giáo trong ASEAN. Thưa quý vị, hơn một năm qua, chúng ta tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức to lớn của đại dịch COVID-19 gây ra những bất ổn, tổn thất nghiêm trọng về người và nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng, tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, làm trầm trọng hơn bất bình đẳng xã hội, trong đó có bất bình đẳng về kỹ thuật số và an sinh phúc lợi xã hội của người dân. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 cùng với chuyển động khó lường của môi trường địa chính trị, khu vực và quốc tế, cộng đồng ASEAN tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng lực tự cường, bản lĩnh vững vàng và vai trò trung tâm của mình, đã hành động kịp thời chung tay ứng phó đại dịch ngay từ khi mới bùng phát. Càng qua sóng gió, bản sắc của cộng đồng, tình cảm, tương thân, tương ái giữa các quốc gia thành viên và người dân càng được củng cố và bồi đắp. Với cách tiếp cận toàn diện, song song với kiểm soát đại dịch, ASEAN đang đẩy mạnh các biện pháp theo khung phục hồi tổng thể ASEAN, trong đó đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển được xem là đòn bẩy để khôi phục đà tăng trưởng bền vững. Đại dịch COVID-19 cũng là chất xúc tác để ASEAN tăng cường số hóa nền kinh tế, thích ứng và tận dụng hiệu quả cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thu hẹp khoảng cách về số và bảo đảm bình đẳng số trong khu vực. Tôi hoan nghênh Hội nghị Bộ trưởng số của ASEAN, nhóm họp trong tháng 1 năm 2021 vừa qua, đã thông qua kế hoạch tổng thể về số của ASEAN đến năm 2025, ủng hộ nỗ lực thông qua và sớm đưa vào triển khai chiến lược về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhằm tạo lập một cộng đồng ASEAN đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thế giới. Thưa quý vị, để phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của IPA và các nghị viện thành viên trong đẩy mạnh chuyển đổi số, để ASEAN tiếp tục là hạt nhân đóng góp cho hòa bình, ổn định và phục hồi kinh tế, phát triển thịnh vượng, tôi xin chia sẻ một số ý kiến như sau. Một là các nghị viện thành viên IPA cần tích cực hỗ trợ hoàn thiện khung khổ pháp lý, gỡ bỏ các rào cản, tạo điều kiện thực thi chính sách chuyển đổi số, tăng cường tiếp cận bình đẳng các dịch vụ số của người dân và của doanh nghiệp. Đẩy mạnh phổ cập số đối với các đối tượng yếu thế, cung cấp dịch vụ số công bằng, bình đẳng, phù hợp với mức thu nhập của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Hai là tích cực thúc đẩy triển khai các chương trình, kế hoạch, chiến lược về số trong ASEAN, bảo đảm hệ sinh thái kỹ thuật số bao trùm, rút ngắn khoảng cách số,
tôi xin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối số, thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia, các vùng miền nhằm bảo đảm phát triển đồng đều, bền vững trong ASEAN. Đề nghị IPA tích cực hỗ trợ chính phủ các nước ASEAN đẩy mạnh triển khai các nội dung liên quan thúc đẩy kết nối số, phổ cập số ở các khu vực kém phát triển, trong đó có các tiểu vùng của ASEAN. Ba là khuyến khích mọi nguồn lực xã hội để phát triển hệ sinh thái số thông qua hình thức hợp tác công tư, tạo môi trường vườn ươm doanh nghiệp để phát triển doanh nghiệp số, doanh nghiệp khởi nghiệp số. Đặc biệt, cần tạo điều kiện lồng ghép triển khai khung phục hồi tổng thể ASEAN vào các kế hoạch của từng quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số nhằm ổn định và phục hồi sản xuất kinh doanh thời kỳ hậu COVID-19. Bốn là tăng cường các chính sách và khung pháp lý, ủng hộ các sáng kiến trong khuôn khổ các kênh hợp tác của ASEAN cũng như với các đối tác về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, an toàn dữ liệu, tạo lập niềm tin trong không gian số. Hạ tầng số hiện đại cùng với niềm tin số sẽ tạo ra không gian mới, rộng mở cho sự phát triển nhanh và bền vững của các nước ASEAN. Năm là, trước diễn biến phức tạp hiện nay của đại dịch COVID-19, tôi kêu gọi tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung của IPA trong hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là việc ứng dụng khoa học công nghệ để kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19. Tôi đề nghị tăng cường hợp tác nội khối và với các đối tác trong nghiên cứu, phát triển và chia sẻ công bằng vaccine, thuốc và các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tôi cũng đề nghị nghị viện các nước trao quyền nhiều hơn cho chính phủ để chủ động, linh hoạt ứng phó hiệu quả với dịch bệnh, giảm thiểu các thiệt hại và mau chóng phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19 như Quốc hội Việt Nam tại kỳ họp thứ nhất khóa 15 trong tháng 7 vừa qua đã trao cho chính phủ những đặc quyền, đặc thù và đặc cách để ứng phó hiệu quả với đại dịch. Thưa quý vị, mọi nỗ lực phục hồi và phát triển của các quốc gia sẽ không thể thiếu điều kiện tiên quyết, đó là môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của chính phủ các nước ASEAN, sự đồng hành và ủng hộ tích cực của nghị viện thành viên IPA trong duy trì và thúc đẩy các tiến trình đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh, hợp tác và ổn định bền vững ở khu vực, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982. Không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, thực hiện DOC và sớm đàm phán để ký kết COC. Thưa Ngài Chủ tịch và quý vị, vượt qua mọi khó khăn của đại dịch COVID-19, Việt Nam đã tổ chức rất thành công bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Quốc hội Việt Nam cũng vừa bắt đầu nhiệm kỳ mới, đang nỗ lực không ngừng tự đổi mới, tự hoàn thiện để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nhằm góp phần đưa Việt Nam đạt mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Quốc hội Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của IPA vì sự phát triển của ngoại giao, nghị viện và quyền lợi của mọi người dân trong ASEAN. Xin chúc Ngài Chủ tịch và các quý vị đại biểu sức khỏe, thành công trên cương vị cao cả của mình, cùng đồng hành với chính phủ và người dân vượt qua mọi khó khăn thách thức để xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng. Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực và chuẩn bị tích cực của Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Đại hội đồng IPA 42 sẽ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
Nhân dịp khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 42, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi thông điệp chào mừng đến Đại hội đồng IPA 42. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ASEAN hơn lúc nào hết cần thể hiện tầm nhìn đúng đắn, bản sắc đoàn kết, gắn bó và năng lực tự cường của một cộng đồng để vững vàng vượt qua mọi khó khăn, tiến về phía trước.